chú anh chị ạ. Đấy, hôm nay xin được hầu chuyện cây các bác cô chú anh chị cây hai cái cây mini nhỏ, cây si, một cây si tạm gọi là búp đỏ đi các bác. Đấy, tạm gọi là búp đỏ đi. Đấy, có thể các bác gọi nó là tía, có thể các bác gọi là đỏ. Đấy, tóm lại là nó có màu. Có lúc các bác nhìn thấy nó màu đỏ, có lúc các bác nhìn thấy nó tía tía. Đấy, thì nó cũng rất là nhiều dòng si và nó có cái màu nó cũng khác nhau và tùy khí hậu nữa các bác. Nuôi ở đâu và cái màu nó biến đổi, nó khác nhau đi một chút. Nhưng cơ bản thì nó là dòng có màu đỏ đỏ tía tía. Đấy. Thì ở đây là, thế còn đây là cái si tai chuột. Tai chuột mà nuôi tốt quá nó còn lá nó to hơn cả tai si si thường. Đấy các bác, thì tai chuột thì cũng búp cũng đỏ đây. Búp cũng khá là tía. Cũng có màu đỏ. Đấy, thì cơ bản nó là hai dòng si nhưng có cái màu búp nó khá giống nhau. Đấy, hai cây nhỏ, cái cây này được tôi làm vào viên đá các bác, xong tôi cho vào đây bây giờ nó đã như này khủng khiếp không? Tí nữa tôi lọc ra xem như nào. Đấy, chỉnh sửa nó một tí. Và cây này thì cắt form dáng thôi. Cơ bản một là cái cây vào đá mà được trước kỷ niệm anh trai ấy, thì bây giờ lại đưa về chăm sóc giúp đây. Đá điếc đây. Có thể là ít lâu nữa sẽ dỡ được cái quây này ra để chơi đá và thân bệ. Tạm thời thì mình cứ cất đi ra các bạn. Cây nó cũng hòm hòm rồi mà, chỉ có chờ ăn vào đá thôi. Đấy. Thì cây mini mà mình nó form dáng nó ổn định thì cứ thường xuyên mà cắt thôi. Ok. Dựng máy làm quá nhé.
liệu có nhìn thấy gì không? Chỉ nhìn thấy một cái đống nhỏ nhỏ thôi. Tí nữa sẽ xem. Sau này tôi sau này nó còn nhiều bước nữa các bác. Cơ bản là định hình như này. Sau này bệ bãi nó bết xuống và sẽ lọc đi, bỏ những cái rễ bẩn bẩn này đi. Và tay cành này cũng sẽ bỏ đi nhiều nữa. Nó sẽ đỡ bị rối các bác. Mục tiêu là phải nhìn thấy đường chạy của thân và sạch sẽ, cây là sạch sẽ. Tất nhiên bây giờ chưa sạch được. Các bác nhá, tí nữa tôi sẽ quay lùa gần vào các bác xem. Tôi gỡ vào cái vòng này ra rồi. Rễ nó ôm chắc hết rồi. Đấy. Các bác cho mưa nó dã dần xuống. Bây giờ đến cái cây này. Cây này thì tôi cắt xong thì tôi sẽ quay các bác nhá. Các bác là hai em nó đây. Thì có cái cây này thì vừa nãy không quay mà tháo cái thùng xốp rồi các bác. Đây, rễ riếc khủng khiếp lắm. Rễ riếc này, đây là hòn đá nha các bác nhé. Để lên cái khay này nhỏ tí này. Đấy, cái xịt tẩy chuột. Thì vừa chỉnh lại cây này thì mất nhiều thời gian không các bác. Bé tí có một rúm này mà nó rửa nó quá nhiều rễ gió rễ các bác, nó khủng khiếp mắc và nó làm cái thân rất là bẩn. Mà mình không lùa, mình nắn được cái dây cho cái thân thì vừa rồi tôi nắn lại cái thân, lùa dây và bỏ đi những cái rễ rất là bẩn. Sau có thể lấy một số cái vách ở đây xuống thì sau này lấy, mà nó sẽ ra rất là nhanh. Cái dòng xịt tẩy chuột nó như vậy mà các bác. Đặc điểm của nó thì cái rễ gió của nó rất nhiều. Là nhiều khi nó cũng là cơ hội để tạo ra cái bộ vách đẹp, nhưng mà nhiều khi nó cũng làm cái cây nó rất là bẩn. Rất là bẩn thỉu. Đấy thì tôi sửa nó hòm hòm rồi, bây giờ cứ thế nuôi thôi. Bây giờ thì không cần sửa gì như thêm đâu. Giờ nuôi bông tán và cho cái dăm nó bay ra thôi. Cho nó thụ. Đấy, thấp rồi. Thì sau này chỉnh cái thân này nó xuống lên một tí cho nó mềm. Đấy, riêng có một cái thân đấy là nó to hơn một chút. Thì nó là một cái cây bụi nó khá là hài hòa rồi. Nuôi thôi. Nó rất là xinh xắn đây, chứ không có nhiều cái giá trị nhưng mà nó là một cái xinh xắn. Các bạn. Đấy, các bạn nhìn. Còn đá này thì nó cũng chênh vênh như này. Đây, ở dưới này là một cái gầm thoải xuống đây. Đấy, có thể đổ nước vào đây được. Đấy, đến đây nó đã hết con đá này. Mặt này các bác nhìn thấy rõ hơn này. Con đá này. Đấy, dễ giết thì khủng khiếp lắm ạ. Khắp nơi rồi. Cũng không cần phải để nguyên cái thùng xốp vừa nãy nữa, vì nếu như thế thì rễ nó phi khắp nơi mà nhiều khi nó lại không ôm vào cái hòn đá theo ý muốn, thì bây giờ tự nó phải nương vào hòn đá để nó chui rúc vào thôi. Đấy, thì nữa tôi sẽ đặt nó lên một cái đĩa nước. Thì cơ bản là cái đấy. Còn cây này đây. Cây này. Đấy, cây này nhìn lá tròn xoe. Rất là hay. Các bác hơi khó nhìn cái bộ bệ bộ chân của nó nhỉ. Đấy, đá đây. Cái xô rách này tôi cắt đi rồi. Đây này, mặt chính của nó là đây này. Các bác nhìn. Lá tròn nhỏ xíu này. Đây này, bệ bước nó lên. Bệ bước của nó lên. Tiếc là cây này nó rất đẹp nhưng lại hơi khó nhìn, cốt đặc đây các bác nhá. Chứ không là chỉ có vách đâu nhá. Đấy, cốt đặc. Ngắn có màu luôn mà. Chưa được 10 phân. Đấy, hơi khó nhìn các bác. Nó là một cái cột đặc. Đây, các bác nhìn xa chút. Đấy. Dễ bệ bãi này rất đẹp. Còn bên này là bên này là chơi vách. Đấy, còn bên này là cột đặc, cơ thân rất là điệu. Đại loại các bác như một cái cây cốt chậu móng rồng móng phượng này. Chân nó cũng quặp. Và lên như này. Đấy, từ trên xuống cả hai cây các bác nhé. Cây này thì đã nắn chết rồi. Đây cái này. Chiều nó là chiều này. Tán nó đổ xuống giật tầng mây xuống đây. Xuống cái mặt đá này. Theo chiều cái khay này. Đấy. Cốt đặc đâu nhá. Sau này như tôi nãy tôi trình bày là sau này tôi sẽ nhặt đi hết những cái rễ thừa này và những cái tăm không cần thiết bây giờ tôi cứ để đã. Sau này tôi sẽ nhặt hết cho nó sạch. Đấy. Thì lúc đấy các bác nhìn sẽ dễ hơn. Đấy. Hai cây mini cũng rất là đáng yêu đấy các bác. Cây này rất đáng yêu. Còn cây này thì vui vui mắt. Giải trí. Chơi giải trí.
Đấy, ok các bác, hy vọng là các bác nhìn thấy được nhiều nét đáng yêu của chúng nó. Ok, giờ cũng đã trời cũng đã sáng rồi. Tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác ở video mới tiếp theo nhé. Đi ngủ thôi các bác nhé. Chúc các bác ngủ ngon.